chào mọi người, hôm nay công ty điện máy Hoàng Gia Phát bên mình mới về một lô máy mài DMS. Thì dòng máy mài này rất được ưa chuộng trong các công trình lớn. Dòng này là chuyên mài phá, mài miệng mặt sàn bê tông. Máy có công suất là 3.000 kW, dùng dòng điện một pha. Máy dùng dòng đĩa bi 16 viên. Đĩa này là có độ dày là 14 mm. Một mâm như vậy là gắn được 16 viên. Thì anh chị nào có nhu cầu nhất, có nhu cầu thì hãy liên hệ đến website công ty em hoặc là hotline của công ty. Cảm ơn anh chị đã xem video.